Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Tiến Nguyễn. Bạn hỏi rằng viết số 5 1 3 2 4 thành tổng. Thì thứ nhất các bạn phải xác định giúp lợn đây là số có mấy chữ số từ phải sang trái nè. Các bạn đếm 1 2 3 4 5 chữ số. Được chưa? Cách 2, các bạn phải biết đây là số gồm có những hàng nào. Thì từ phải sang trái gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Ok chưa ạ? Và các bạn bắt đầu làm bài này thì các bạn nhìn nè, làm từ trái sang phải cũng được, hoặc là từ phải sang trái cũng được. Nhưng mình khuyên các bạn nên làm từ trái sang phải, bởi vì để cho nó thống nhất. Rồi các bạn để ý nha, 5 các bạn viết lại từ trái sang phải là số 5 nè. Nhân ở mình làm chậm nha, ở đây có nhiều cách trình bày nha, mình trình bày cách thứ nhất 5 nhân. Rồi các bạn đếm số sau số 5 mấy số à, 1 2 3 4 4 số, vậy nhân số 1 nè, thêm 4 số 0, sau đó cộng tiếp tục tới số 1, số 1 sau số 1 mấy số à, 1 2 3 thì nhân 1 thêm 3 số 0, cộng tiếp tục số 3, số 3 nhân sau số 3 2 số, 1 thêm 2 số 0, cộng tới số 2, sau số 2 mấy số à, 1 số thì nhân 1 thêm 1 số 0, tiếp tục 4, sau số 4 không có gì hết thì các bạn nhân 1 không thêm số, số 0 không có thêm số 0. Được chưa? Hoặc ở đây các bạn có thể viết gọn lại thành bằng đây ra là 5 rồi, sau số 5 4 số thêm 4 số 0 đó, cộng số 1 sau số 1 3 số thêm 3 số 0, cộng sau số 3 2 số thêm 2 số 0, sau số 2 1 số thêm 1 số 0, sau số 4 không có gì hết, viết lại. Đó cũng là một cách. Thì các bạn phải biết hai cách này. Còn đối lớp 4 thì các bạn chỉ cần biết cách dưới thôi. Còn lớp 6 các bạn sẽ cần dùng cách này. Được chưa? Mình ví dụ một cái nữa đi. 7, 6, 7 6, 7, 0, 5, 4 rồi, bằng 6 đếm 4 số 1, 2, 3, 4 tớ cộng 7, sau 7 mấy số 3, 1, 2, 3 cộng đối số 0, sau số 0 2 số 0 0, và mình biết rằng 0 0 cũng là 0, và 0 thì không cần viết, bỏ luôn cũng được. Cộng 5 sau số 5 1 số, tiếp 4 sau số 4 không số nào hết. Được chưa? Rồi, ví dụ các bạn hãy giải những bài tập sau đây giúp lợn. 7 8 1 6 5 4 là 7 0 0 1 2 5. Rồi, các bạn hãy chuyển những thằng này qua dạng tổng giúp lợn. Được chưa? Rồi thôi, xin chào bạn, gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợn để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào bạn, gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.